Ukraine đẩy lùi đợt tấn công của Nga tại phòng tuyến ở Kharkov. Ukraine cho hay lực lượng nước này đã đẩy lùi đợt tấn công của các binh sĩ Nga nhằm chọc thủng phòng tuyến tại tỉnh Kharkov. Theo hãng Reuters ngày 14 tháng 11, dẫn báo cáo của Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho hay lực lượng nước này đã đẩy lùi nỗ lực của các binh sĩ Nga nhằm chọc thủng phòng tuyến tại thị trấn Kupiansk thuộc tỉnh Kharkov phía đông bắc. Kupiansk đã bị quân đội Nga giành quyền kiểm soát vào những ngày đầu của cuộc chiến, nhưng quân đội Ukraine chiếm lại trong một cuộc phản công chớp nhoáng vài tháng sau đó. Trong những tháng gần đây, khu vực này đã chứng kiến sự gia tăng hoạt động của lực lượng Nga. Theo báo cáo trên, lực lượng Nga đã tấn công theo 4 đợt và triển khai khoảng 15 thiết bị, bao gồm xe tăng, xe bọc thép và hệ thống rà phá bom mìn. Với những hành động khéo léo và quyết đoán, lực lượng phòng thủ của chúng tôi đã ngăn chặn được đối phương, phá hủy toàn bộ xe bọc thép và tiêu diệt một bộ phận đáng kể quân số của chúng, báo cáo cho biết. Deep State, một blog quân sự nổi tiếng của Ukraine cho biết, hai nhóm quân và thiết bị của Nga đã tiến vào Kupiansk sau khi trời tối và tản ra khắp thị trấn, nhưng quân đội Ukraine đã tấn công các xe bọc thép trong thị trấn, trong các khu rừng xung quanh và tiêu diệt một phần nhóm này. Một báo cáo khác của Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết có hoạt động quân sự mạnh hơn nữa ở phía nam Pokrovsk ở vùng Donetsk, một mục tiêu chính trong các cuộc tiến công của Nga. Lực lượng Ukraine đã đẩy lùi 35 trong số 36 cuộc tấn công. Iskander Nga có khả năng vô hiệu hóa căn cứ phòng thủ tên lửa của Mỹ ở Ba Lan. Hệ thống tên lửa chiến thuật tác chiến Iskander của Nga đặt ở tỉnh Kaliningrad có thể phá hủy căn cứ phòng thủ tên lửa của Mỹ ở Ba Lan trong trường hợp xảy ra đụng độ trực tiếp giữa Nga và các nước NATO. Chuyên gia quân sự Alexei Leonkov nhận định, căn cứ phòng thủ tên lửa Aegis của Mỹ được khai trương ngày 13 tháng 11 tại Reznikovo, Ba Lan. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện Mỹ và lãnh đạo cấp cao của Ba Lan. Trước đây, quân đội Mỹ không có căn cứ thường trực ở Ba Lan. Căn cứ phòng thủ tên lửa Aegis sẽ bị vô hiệu hóa trong trường hợp nếu xung đột nào đó bắt đầu giữa các nước NATO và Nga. Kỳ vọng ban đầu vốn dành cho căn cứ này ở Reznikovo đã mất đi tính cấp thiết, ông Leonkov nói. Chuyên gia cũng lưu ý, radar lắp đặt tại căn cứ ở Ba Lan có khả năng phát hiện và theo dõi tới 300 mục tiêu và nhắm tới 18 tên lửa đánh chặn. Ngoài ra, nó có thể phát hiện mục tiêu ở khoảng cách hơn 1.000 km và do đó sẽ kiểm soát phần lớn lãnh thổ châu Âu của Nga. Nhưng có một tính năng nữa, nó sử dụng bệ phóng đa năng MK-41 cho phép phóng không chỉ tên lửa chống tên lửa mà còn cả tên lửa hành trình Tomahawk. Khi chưa có thứ gì cất cánh ở đó, chúng ta sẽ không biết đó là tên lửa chống tên lửa hay đó là tên lửa Tomahawk, loại tên lửa có thể có đầu đạn đặc biệt, tức là đầu đạn nhiệt hạch, Leonkov nói thêm. Bình luận về việc mở căn cứ phòng thủ tên lửa ở Ba Lan, ông Dmitry Peskov, thư ký báo chí của Tổng thống Nga cho rằng đây không gì khác hơn là một nỗ lực nhằm kiềm chế tiềm năng quân sự của Nga và dẫn đến việc áp dụng các biện pháp thích hợp để đảm bảo sự bình đẳng. Đảng Cộng hòa nắm lưỡng viện, mọi nỗ lực ngăn cản ông Trump của Đảng Dân chủ bị dập tắt. Đảng Cộng hòa giành thế đa số ở Hạ viện và duy trì kiểm soát cơ quan này, đồng nghĩa sẽ nắm lưỡng viện Quốc hội và Nhà Trắng. CNN và NBC tối 13 tháng 11, tức sáng 14 tháng 11 giờ Hà Nội, xác định Đảng Cộng hòa đã đạt được 218 ghế cần thiết để duy trì thế đa số tại Hạ viện Mỹ gồm 435 ghế. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cùng ngày cũng được phe Cộng hòa đề cử tiếp tục giữ chức vụ hiện tại và hiện không có đối thủ nào gây trở ngại đáng kể. Toàn bộ Hạ viện Mỹ, gồm các nghị sĩ Dân chủ và Cộng hòa, sẽ bỏ phiếu chọn chủ tịch, đồng nghĩa ông Johnson phải đợi đến khi Quốc hội nhóm họp vào tháng 1 năm 2025 để xác nhận ông có tiếp tục đảm đương chức vụ này hay không. Cũng trong ngày 13 tháng 11, Thượng nghị sĩ Cộng hòa John Thun, 63 tuổi, được bầu làm lãnh đạo phe đa số tại cơ quan này sau cuộc bỏ phiếu kín của Đảng Cộng hòa. Phát biểu trong họp báo sau đó, Thượng nghị sĩ Thun cho biết sẽ nhanh chóng chứng nhận những đề cử quan chức của ông Donald Trump và giúp Tổng thống đắc cử cắt giảm chi tiêu, tăng cường an ninh biên giới. Chúng tôi rất vui khi giành lại thế đa số và bắt đầu làm việc với các đồng nghiệp tại Hạ viện để ban hành chương trình nghị sự của Tổng thống Trump, ông Thun cho hay. John Thun là nhà hợp pháp dày dạn kinh nghiệm, có quan hệ thân thiết với nhiều thành viên Đảng Cộng hòa. Ông sẽ kế nhiệm Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, 82 tuổi, lãnh đạo đảng làm việc lâu nhất trong lịch sử Thượng viện Mỹ. Đảng Cộng hòa kiểm soát lưỡng viện Quốc hội sẽ tạo điều kiện để các đề cử trong chính quyền Donald Trump nhanh chóng được xác nhận và giúp ông thúc đẩy chương trình nghị sự về nhập cư, thuế và các vấn đề khác. Đảng Cộng hòa giành được cả Nhà Trắng và Quốc hội không phải điều bất thường. Ông Trump, Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Barack Obama đều bắt đầu nhiệm kỳ theo cách tương tự.
Tuy nhiên, để mất Hạ viện đã dập tắt mọi hy vọng còn lại của Đảng Dân Chủ rằng họ có thể ngăn cản chương trình nghị sự của ông Trump vào lúc này. Ông Trump có thể thực hiện cuộc cải tổ chưa từng có tại Lầu Năm Góc. Các thành viên trong đội ngũ chuyển tiếp của Tổng thống đắc cử Donald Trump đang lập danh sách các sĩ quan quân đội sẽ bị sa thải, có thể bao gồm cả Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân. Đây sẽ là một cuộc cải tổ chưa từng có tại Lầu Năm Góc. Theo nguồn tin của Reuters ngày 13 tháng 11, kế hoạch sa thải đang ở giai đoạn đầu sau chiến thắng của ông Trump vào ngày 5 tháng 11 và có thể thay đổi khi chính quyền mới của ông định hình. Một trong các nguồn tin đặt nghi vấn về tính khả thi của một đợt sa thải hàng loạt tại Lầu Năm Góc. Không rõ liệu chính ông Trump có ủng hộ kế hoạch này hay không, mặc dù trước đây ông đã liên tục phản đối các lãnh đạo quốc phòng đã từng chỉ trích ông. Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump cũng từng nói về việc sa thải một số tướng lĩnh và những người chịu trách nhiệm cho cuộc rút quân hỗn loạn khỏi Afghanistan vào năm 2021. Nguồn tin thứ hai cho biết chính quyền mới sẽ tập trung sa thải các sĩ quan quân đội Mỹ, được cho là có liên hệ với ông Mark Milley, cựu chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân dưới thời ông Trump. Ông Milley đã gọi ông Trump là một người cực đoan trong cuốn sách War của tác giả Bob Woodward. Các đồng minh của ông Trump đã chỉ trích ông Milley vì cho rằng ông không trung thành với cựu tổng thống. Nguồn tin khác cho biết tất cả những ai được ông Milley nâng đỡ và bổ nhiệm sẽ bị sa thải. Đã có danh sách chi tiết của tất cả những người có liên hệ với ông Milley. Tất cả họ sẽ bị sa thải. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân gồm các sĩ quan cấp cao nhất trong quân đội Mỹ và gồm các lãnh đạo của lục quân, hải quân, thủy quân lục chiến, không quân, lực lượng vệ binh quốc gia và lực lượng không gian. Theo kênh CNN, tiết lộ về kế hoạch sa thải các lãnh đạo cấp cao của quân đội Mỹ xuất hiện một ngày sau khi ông Trump chọn Pete Hachette làm Bộ trưởng Quốc phòng. Ông Hachette là bình luận viên của kênh Fox News và là cựu chiến binh, người đã thể hiện sẵn sàng cải tổ Lầu Năm Góc. Ông Hachette từng nói, Tổng thống tiếp theo của Mỹ cần phải cải tổ mạnh mẽ lãnh đạo cấp cao của Lầu Năm Góc để giúp chúng ta sẵn sàng bảo vệ đất nước và đánh bại kẻ thù. Nhiều người cần phải bị sa thải. Quân đội Israel trải qua ngày đẫm máu nhất trong chiến dịch tấn công trên bộ ở Liban. Ngày 13 tháng 11, Israel đã hứng chịu một trong những ngày đẫm máu nhất trong chiến dịch tấn công trên bộ chống lại Hezbollah ở Liban khi 6 binh sĩ thiệt mạng trong giao tranh ở gần biên giới. Trong một thông báo đưa ra hôm 13 tháng 4, lực lượng phòng vệ Israel cho biết 6 binh sĩ hy sinh trong khi chiến đấu ở miền nam Liban. Theo hãng tin AFP ngày 14 tháng 11, cái chết của họ nâng tổng số binh sĩ Israel thiệt mạng trong cuộc chiến với Hezbollah lên 47 người kể từ ngày 30 tháng 9 khi Israel đưa quân vào Liban. Với việc có 6 binh sĩ thiệt mạng trong một ngày, AFP cho rằng quân đội Israel đã trải qua một trong những ngày đẫm máu nhất của cuộc tấn công trên bộ vào Hezbollah ở Liban. Các binh sĩ này thuộc lữ đoàn Golani của Israel và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đăng biểu tượng của lữ đoàn này, một cây ô liu xanh trên nền vàng, kèm theo hình ảnh trái tim tan vỡ trên mạng xã hội X. Kể từ ngày 23 tháng 9, Israel đã tăng cường chiến dịch ném bom ở Liban, chủ yếu nhắm vào các cứ điểm của Hezbollah ở phía nam Beirut và các khu vực phía đông và phía nam của Liban. Vào ngày 30 tháng 9, Israel bắt đầu đưa quân vào miền nam Liban triển khai chiến dịch trên bộ. Trước đó, hai bên đã trải qua gần một năm pháo kích lẫn nhau, bắt đầu từ việc Hezbollah pháo kích khi Hamas tấn công Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, kích hoạt cuộc chiến ở giải Gaza của Palestine. Sáng 13 tháng 4, một cuộc tấn công của Israel đã đánh trúng Aramon, một khu vực đông đúc ở phía nam Beirut nằm ngoài các cứ điểm truyền thống của Hezbollah và theo Bộ Y tế Liban, vụ việc đã khiến 8 người thiệt mạng. Cùng ngày, truyền thông nhà nước Liban cũng đưa tin về đợt không kích thứ 3 của Israel vào cứ điểm của Hezbollah ở phía nam Beirut trong vòng 24 giờ. Quân đội Israel cũng cho biết họ đã chặn được một số trong 5 quả đạn từ Liban bắn qua biên giới vào lãnh thổ Israel. Trong chuyến thăm đầu tiên đến khu vực biên giới kể từ khi được bổ nhiệm tuần trước, tân Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz tuyên bố rằng Israel sẽ không ngừng bắn, không giảm tốc độ tấn công và không cho phép bất kỳ thỏa thuận nào mà không đạt được các mục tiêu. Ông Katz nói thêm, chúng tôi sẽ tiếp tục tấn công Hezbollah ở mọi nơi.